Tiếp nối sự thành công của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horizon Bình Dương 2018 và 2019, tỉnh Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horizon 2022. Horizon Ấn Độ 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức Horizon, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ chủ trì và tổ chức. Đơn vị thực hiện là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Thành phố Mới Bình Dương, Tổng công ty BKMS IDC, Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 500 đại biểu dự sự kiện. Các khách mời là lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, địa phương của Việt Nam, các chuyên gia và mạng lưới các nhà lãnh đạo cấp cao thuộc cộng đồng Horizon, Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và các hiệp hội, chi hội doanh nghiệp nước ngoài, các nhà sáng lập, chủ tịch, tổng giám đốc của các công ty hàng đầu Ấn Độ, cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu vực và toàn cầu, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành địa phương tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, viện, trường tại Bình Dương và Việt Nam. Diễn đàn Ấn Độ Horizon năm 2022 được tổ chức theo hình thức Diễn đàn Kinh tế Thế giới với 4 phiên họp toàn thể, 26 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song với sự tham dự của các diễn giả hàng đầu thế giới. Các hoạt động bên lề hướng dẫn tham quan các địa điểm du lịch, giới thiệu về văn hóa và đặc trưng, thế mạnh của tỉnh Bình Dương, kết hợp với tham quan các khu công nghiệp và một số những dự án tiêu biểu. Hy vọng rằng qua sự kiện này, thì nhiều doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đến Bình Dương. Hy vọng rằng qua sự kiện này thì cũng nhiều doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Bình Dương có cái mối quan hệ tốt với doanh nghiệp Ấn Độ để chúng ta tăng cường cái hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện công tác chuẩn bị giữa các bên đang diễn ra đồng bộ, nhịp nhàng, chắc chắn. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horizon năm 2022 tại tỉnh Bình Dương sẽ thành công tốt đẹp.